Và thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Hore vừa có công văn gửi Sở Xây dựng đề xuất phương thức bồi thường hỗ trợ tái định cư và tạm cư đối với các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó thì đề xuất phương án hoán đổi căn hộ cho những chủ sở hữu căn hộ tại chung cư cũ theo horea khi chung cư mới được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các chủ sở hữu chủ sử dụng hợp lệ tại chung cư cũ nên được giải quyết bố trí tái định cư ở căn hộ mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích căn hộ cũ theo phương thức hoán đổi căn hộ đã được các đối tượng trên thỏa thuận với nhà đầu tư và không phải trả thêm chi phí việc bố trí tái định cư sẽ ưu tiên các đối tượng đã có quyền sở hữu nhà ở tại chung cư cũ Trường hợp sở hữu nhà chung cư được bố trí căn hộ mới mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì chủ sở hữu nhà được vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam, vay vốn từ quỹ phát triển nhà ở thành phố theo quy định pháp luật để thanh toán khoản tiền chênh lệch phải nộp trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Còn đối với chủ sở hữu nhà chung cư thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội thì sẽ được vay từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội để mua thêm phần chênh lệch diện tích này. Theo thống kê, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ, nhà tập thể được xây dựng từ trước năm 1975 với hơn 27.000 hộ dân đang sinh sống, trong đó nhiều chung cư bị xuống cấp, hư hỏng nặng, thậm chí trong tình trạng nguy hiểm cho người sử dụng.